Xin chào các bạn, tôi là Nhân, hiện tại đang là giáo viên dạy tiếng Nhật. Ở video trước tôi đã giới thiệu cho các bạn những cấu trúc ngữ pháp như là danh từ chỉ phương tiện, đế, động từ, rồi hay là khi muốn định nghĩa, muốn giải thích một từ hay một vật nào đó bằng một ngôn ngữ nào đó thì chúng ta dùng quá, go, nandeska, hay là những động từ thể cho nhận như là agemas, moraimas, karimas, kasimas, oshimas, naraimas, hoặc là muốn thể hiện, muốn nói mình đã làm một gì đó thì chúng ta dùng mo, master. Và hôm nay bài hôm nay chúng ta sẽ học thêm về một cái loại từ mới, đó là tính từ. Và chúng ta cùng bắt đầu bài học mới hôm nay nhé. Tính từ trong tiếng Nhật thì được dùng để làm vị ngữ, ví dụ như là anh An thì là người tử tế, dùng để bổ nghĩa cho danh từ, ví dụ như là cái áo màu trắng mà tôi đã mua. Có hai nhóm tính từ trong tiếng Nhật là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Tính từ đuôi y là những tính từ kết thúc bằng chữ y và y không nằm trong chữ Hán tự, ví dụ như takai, yasui, hikui. Và trong tính từ đuôi na thì là những tính từ còn lại, là sau phần Hán tự có hiện chữ na, shinshichina, shizukana, higiyakana. Đặc biệt có những tính từ mà tuy nó kết thúc bằng y nhưng thật sự nó là tính từ đuôi na, ví dụ như kire, nhưng lại là tính từ đuôi na, kire na, yume là yume na. Mẫu đầu tiên chúng ta sẽ học là danh từ quá, tính từ đuôi y hoặc đuôi na, desu. Desu đặt ở cuối câu để biểu thị thái độ lịch sự của người nói với người nghe. Khi dùng desu ở cuối câu thì tính từ đuôi na chúng ta sẽ bỏ na thêm desu, và tính từ đuôi y thì giữ nguyên thêm desu. Weto sensei wa shinshichu desu. Fujisan wa takai desu. Thầy Weto là một người tử tế, hay là nô phú sĩ thì cao. Desu được dùng trong câu khẳng định và câu không phải thời quá khứ. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy luyện tập thêm phần Renshu E1, B4 và B1. Tiếp tục, chúng ta sẽ học thể phủ định của tính từ. Thể phủ định của tính từ đuôi na là muốn phủ định tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ bỏ na thêm zarimasen. Ví dụ như shoko wa shizuka zarimasen. À, tính từ đuôi na này có cách biến đổi về phủ định quá khứ hay là quá khứ phủ định, đều giống như một danh từ. Tính từ đuôi y thì thể phủ định tính từ đuôi y được tạo thành bằng cách bỏ y và thêm kunai desu. Kono hon wa omoshiroi kunai desu. Tính từ đuôi y chúng ta là omoshiroi, và chúng ta bỏ y thêm kunai thành omoshiroi kunai. À, thay phủ định của y desu là yukunai desu, chứ không phải là yukunai desu. Các bạn nhớ chú ý nhé. Để hiểu rõ hơn bằng cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy luyện tập thêm Renshu E2, B2 và 3. Tiếp tục, để tạo thể nghi vấn của tính từ thì cũng tương tự như thể nghi vấn của danh từ và động từ, là chúng ta sẽ thêm cá vào phía sau. Khi trả lời thì lặp lại tính từ dùng trong câu nghi vấn, không dùng so desu hoặc so zarimasen để trả lời. Peking wa samui desu ka hay samui desu. Các bạn thấy không? Peking thì lạnh phải không? Chúng ta chỉ cần thêm ka vào phía sau desu. Và nếu mà đúng như vậy thì trả lời là samui desu, chứ không dùng là so desu. Biwako no mizu wa kire desu ka? Ie, kire zarimasen. Nước của hồ Biwako thì trong thì đẹp phải không? Chúng ta không dùng là đẹp mà chúng ta dùng là trong hay là sạch phải không? Ie kire zarimasen. Kire chúng ta nhìn thấy là tuy là yêu cuối cùng nhưng thật sự nó lại là tính từ đuôi na. Kire zarimasen. Không có trong, không có sạch. Hoặc là fujisan wa do desu ka? Khi mình muốn hỏi một đặc điểm, một trạng thái của một con vật gì đó
thì chúng ta sẽ dùng do desu ka. Takai desu, soshite kirei desu. Khi mà hai tính từ được nói với nhau thì chúng ta sẽ dùng cái liên từ là soshite để nói lại, là nơi phú sĩ thì cao và đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ học về cách nối giữa tính từ và danh từ. Tính từ được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Mà tính từ đuôi na thì để ở dạng na, ở dạng có na trước danh từ. Tính từ đuôi y thì giữ nguyên trước danh từ. Ví dụ như shinshichu thì chúng ta sẽ dùng là shinshichu na hito hoặc là shinshichu na sensei. Wato sensei wa shinshichu na sensei desu. Fujisan wa takai yama desu. Ở đây chúng ta có những tính từ như là shinshichu hay là takai được đặt ở phía trước danh từ sensei hay là yama. Và tính từ shinshichu là tính từ đôi na, cho nên chúng ta giữ na lại, shinshichu na sensei desu. Và takai thì chúng ta giữ nguyên là takai yama desu. Các bạn hãy luyện tập thêm ở phần Renshu A3, B5, 6, 7, 8 và phần Renshu C2 nhé. Các bạn mở sách ra phần Renshu C2, chúng ta cùng luyện tập. Senshu, kinkakuji e ikimashita. So desu ka, watashi mo raishu ikimasu. Donna tokoro desu ka? Kirei na tokoro desu. Từng rồi, tôi đã đi chùa vàng. À vậy à, tôi thì tuần sau cũng đi nữa. Nó là một nơi như thế nào vậy? À, nó là một nơi đẹp. Các bạn hãy thay thế những cái phần ví dụ phía trước, phía dưới để có những cái mẫu cây hoa mới đó, thôi mới và luyện tập nhé. Các bạn cũng đừng quên làm cho mình một ví dụ để có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. À, chúng ta sẽ có những phó từ biểu hiện mức độ như là totemo hay là amari. Totemo, amari là những phó từ biểu hiện mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho tính từ thì chúng được đặt trước tính từ. Totemo có nghĩa là rất, được dùng trong câu khẳng định. Còn amari được dùng trong câu phủ định và có hàm nghĩa là không, cái gì đó lắm. Peking wa totemo samui desu. Bắc Kinh thì rất là lạnh. Kore wa totemo yume na eiga desu. Đây là cái bộ phim rất là nổi tiếng. Hoặc là Shanghai wa amari samuku nai desu. Thượng Hải thì không có lạnh lắm. Sakura daigaku wa amari yume na daigaku jarimasen. Trường đại học Sakura thì không có nổi tiếng lắm. Các bạn thấy đó, totemo thì đi với khẳng định và amari thì đi với phủ định. Tiếp tục, khi mà chúng ta muốn hỏi về một cái danh từ có một tính chất hay một điểm gì đó thì chúng ta sẽ dùng mẫu trúc ngữ pháp là danh từ quả do desu ka, dùng để hỏi về ấn tượng, ý kiến hoặc cảm tưởng của một ai đó về việc là một việc gì đã làm, về một địa điểm đã đến hay một người đã gặp. Nihon no seikachu wa do desu ka? Tanoshii desu. Ví dụ như bằng mình gặp một người bạn của mình vừa mới ở Nhật về thì mình muốn học biết là cuộc sống ở Nhật như thế nào thì chúng ta sẽ hỏi là Nihon no seikachu wa do desu ka? Cuộc sống ở Nhật thì như thế nào vậy? À, rất là vui. Tanoshii desu. Hoặc là Nihongo wa do desu ka? Mujikashii desu. Mình muốn học tiếng Nhật nhưng mà không biết tiếng Nhật thì như thế nào? Nihongo wa do desu ka? Rất là khó đây. Wato sensei wa do desu ka? Shinshichu desu. Các bạn hãy luyện tập thêm ở phần Renshu B4, C1. Các bạn mở sách ra phần C1, chúng ta cùng luyện tập nhé. O genki desu ka? Hai, genki desu. O shikoto wa do desu ka? So desu ne, isogashii desu ga omoshiroi desu. À, bạn có khỏe không? À, genki desu ka? Vâng, tôi khỏe. Công việc của bạn thì như thế nào? À, ừ nhỉ. Bận rộn nhưng mà thú vị. Các bạn thấy chữ gà ở đây là dùng để nói giữa hai tính từ với nhau nhưng mà có ý nghĩa ngược lại. Công việc tôi thì bận rộn đó nhưng mà rất là thú vị. Các bạn hãy lấy những ví dụ phía dưới để điền vào phần tương thích phía trên để tạo ra những cái hội mẫu hội thoại mới. Và cũng đừng quên đặt cho mình những ví dụ cụ thể
một ví dụ trực tiếp trong cuộc sống để có thể ứng dụng hàng ngày nhé. Mẫu ngữ pháp kế tiếp là chúng ta học danh từ wa, đó là danh từ hai để cả dùng khi người nói muốn nghe mô tả hoặc giải thích về đối tượng trong danh từ một. Danh từ hai chỉ phạm trù mà danh từ một thuộc về. Đó là luôn là phía trước danh từ. Ví dụ như mình muốn đi Nara nhưng mà không biết Nara là có thành phố như thế nào thì chúng ta sẽ hỏi là Nara wa donna machi desu ka. Machi ở đây ý chỉ là thành phố Nara. Cho nên là danh từ hai chỉ phạm trù danh từ một thuộc về là như vậy. Furui machi desu, đó là thành phố cũ hay còn gọi là thành phố cổ. Beto namu wa donna kuni desu ka? Kire na kuni desu. Việt Nam là đất nước như thế nào vậy? Việt Nam là đất nước tươi đẹp. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cấu trúc là câu 1, ga, câu 2. Ga là trợ từ nói tiếp, có nghĩa là nhưng. Và khi dùng ga để nói hai mệnh đề thì chúng ta sẽ có một câu mới. Ví dụ như Nihon no tabemuno wa oishi desu. Nihon no tabemuno wa takai desu. Là đồ ăn của Nhật á, thì ngon và đồ ăn của Nhật á, là đắt. Thì nếu mà chúng ta dùng bình thường như vậy thì cứ là Nihon mono á, dùng tới hai câu lận, nó rất là dài nhưng mà ý nghĩa của nó thì không được nổi bật. Cho nên chúng ta muốn nói hai câu lại với nhau thì là Nihon no tabe mono wa oishi desu ga takai desu. Vì hai tính chất này nó trái ngược lại với nhau. Tuy là nó ngon á nhưng mà lại đắt, cho nên chúng ta sẽ dùng ga. Nihon no tabe mono wa oishi desu ga takai desu. Đồ ăn của Nhật thì ngon nhưng mà lại đắt. Dore. Dore được dùng khi người nói muốn yêu cầu người nghe xác nhận một vật nào đó trong một nhóm từ hai vật trở lên. Ví dụ như Mirasan no kasawa dore desu ka? Trong một cái nhóm những cái chiếc dù đang đặt ở đó thì chiếc nào là của anh Mira vậy? Ano aoi kasawa desu. Cái chiếc màu xanh. Bài học chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hãy nhớ làm thêm bài tập ở phần trên siêu C, trên siêu B cũng như phần bài tập phía sau. Sau đó các bạn hãy nghe những phần nghe ở phần tài liệu kế bên để có thể hiểu được, nghe được tất cả những gì mình đã học và có thể luyện tập được. Các bạn hãy nhớ luyện tập thường xuyên và nhuần nhuyễn những gì đã học nhé. Chúng ta muốn học tiếng Nhật nhanh thì chúng ta phải học từ từ, học chậm rãi, học chắc chắn những gì từ cơ bản nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn học tốt.